52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc: Hải Yến. Số 6. Trường vừa mới hình thành nên mọi cơ sở vật chất đều không có, phải bắt đầu gây dựng. Lúc đầu chỉ có khoảng 20 người, mà chủ yếu là bọn trẻ chúng tôi và 4-5 giáo viên. Thầy Xuân Tư, thầy Trường Cửu, thầy Bé, thầy Vũ và thầy Ba Lập, người miền Bắc, làm hiệu trưởng. Về sau có thêm cô giáo Trang, cô Yến. Chúng tôi đêm mắc võng ngủ, ngày đi chặt cây dầu về đục cột đẽo kèo, dựng khung lán trại. Sau đó đi cắt chanh về, bện làm lá lợp, chặt cây le trẻ ra và bứt dây cổ rùa, một loại dây bò leo dài khoảng 8-10 mét, dẻo chắc, bện làm sạp ngủ. Vào thời điểm không có tiền mua đinh đóng, kế đến mới làm hội trường, làm bàn, ghế, ngồi học, chủ yếu bằng cây dầu non và cây le. Cây dầu non cưa đoạn khoảng 1 mét, rồi dạt phân nửa cây để làm băng ghế ngồi từ 3-4 đứa. Cũng tương tự như vậy, trẻ le ra, bứt dây cổ rùa, bện mặt bàn, kê sách ngồi học. Ban ngày thì bình thường, dầu non xung quanh vị trí thường rất nhiều. Người ta trồng thời vua Sihanouk, cây được 3-5 tuổi. Còn le thì phải leo lên sườn núi mới có. Nhưng ban đêm chúng tôi rất sợ, vì lúc bấy giờ núi Tượng Lăng cây cối rất rậm rạp, có nhiều cây cổ thụ như bên dầu, gõ, bằng lăng, cầy, cám, trường. Đêm về rất âm u huyền bí. Một phần chúng tôi sợ ma, vì thỉnh thoảng khi đi chặt cây tìm le, chúng tôi gặp các bộ xương người khô nằm trơ trên võng đan bằng dây rừng, hoặc nằm trên sạp kê bằng những khúc gỗ căm tre khô mục. Theo người dân địa phương nói lại, đó là xác của lực lượng Khmer hoạt động ở vùng núi Tượng Lăng bị bệnh chết để lại khi quân đội hoàng gia Sihanouk truy quét. Một phần chúng tôi sợ thú rừng, mà chủ yếu là cọp báo, bởi nơi đây hẻo lánh và đây lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến vùng rừng núi này. Hàng ngày cứ cuối chiều thì phải kiểm tra trong người, đặc biệt là những vùng kín, để tìm bắt những con ve. Nếu để nó cắn lâu và nhiều thì bị nhiễm trùng, phát sốt. Bởi khi cắn ta, đầu nó cắm ngày càng sâu vào da thịt và rất lâu lành ở vết cắn, mất 10-15 ngày hoặc lâu hơn. Khi mưa mà đang chặt cây là phải kiểm tra coi chừng vắt bám, bởi trời mưa hay ẩm ướt, có hơi người hoặc tiếng động là những bầy vắt leo lên lá cây, quơ vòi tìm mục tiêu. Và khi bám được vào người, lập tức nó hút máu đến khi no căng mới rời ra, giống như loài đỉa ở dưới nước. Những ngày tiếp sau, học viên tiếp tục đến cuối tháng 3 năm 1971, nơi ăn ở hội trường học tạm ổn và bắt đầu vừa học vừa củng cố, mở rộng, hoàn thiện thêm. Tôi được xếp học lớp 2. Trường lúc đầu chỉ có 2 lớp, lớp 1 và lớp 2, và là một trong 3 đứa học giỏi nhất. Có 4 đứa ở top đầu học giỏi là Sơn Kết, Đoàn Ngọc Dung, Bé Bảy và tôi. Nhưng tôi lúc nào cũng ở hạng nhất hoặc hạng nhì trên bảng vàng danh dự. Còn các bạn khác luân phiên nhau chia hạng nhì, hạng ba, thỉnh thoảng cũng có người lên hạng nhất. Sở dĩ kết quả học tập của tôi được như vậy, ngoài nỗ lực của bản thân, còn có một nguyên nhân, đó là anh Chiến. Anh là người gốc Việt Nam, vừa lai Khmer vừa lai Chăm. Ông nội anh quê ở Bến Tre, tham gia quân Isarak Campuchia, lấy bà nội anh người Khmer, sinh ra ba anh. Ba anh lấy mẹ anh là người Chăm ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Ba anh hoạt động cách mạng nên anh được đưa theo kháng chiến ở miền Nam. Năm 1979,
quân tình nguyện Việt Nam cùng mặt trận đoàn kết thống nhất Campuchia đánh đổ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, thoát khỏi họa diệt chủng, thì anh được đưa sang làm nòng cốt xây dựng quân đội cách mạng, lấy tên là Mitsofia. Năm 2003, anh là thống tướng phó tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia, kiêm tư lệnh lục quân. Và đến tháng 9 năm 2018, sau bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 6, 29 tháng 7 năm 2018, anh làm bộ trưởng cao cấp của chính phủ Campuchia, chính phủ Thủ tướng Hun Sen. Trở lại vấn đề học tập của tôi ở trường. Như tôi nói, anh Chiến hơn tôi 2 tuổi và được học cơ bản trước khi theo cách mạng, nhưng anh lại học chữ Khmer. Việc tôi và anh được bố trí cùng nhau ở một lán trại là dịp anh em giúp đỡ nhau. Anh hướng dẫn tôi làm toán và nói tiếng Campuchia, còn tôi chỉ anh cách viết và đọc chữ Việt và nói các từ khó của tiếng Việt. Tôi và anh có rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là hai anh em tôi được phân công thêm nhiệm vụ tiếp phẩm cho trường bởi anh dành tiếng Khmer, còn tôi từng ở bộ đội. Trường cấp cho hai anh em 2 chiếc xe đạp. Cứ sáng chủ nhật là hai anh em lên đường đi vào các phun sóc ở Nam núi Tượng Lăng mua gà, vịt, bí rợ, bí đao và các loại củ quả khác. Đến chiều tối, hai anh em chở lỉnh kỉnh về trường để ăn trong một tuần. Cả trường có khoảng 50 người, một vài tuần lại đổ hướng ra phía đông núi và ghé chợ An Ca mua nhu yếu phẩm. Những lần đó, hai anh em đều ăn hủ tiếu ở chợ An Ca. Thời gian học trường bổ túc công nông tuy ngắn, nhưng tôi có nhiều kỷ niệm khó quên. Có một hôm, chúng tôi nghỉ ngày chủ nhật, kéo nhau vào rừng hái trái cây ăn. Ở Tượng Lăng, lúc bấy giờ nhiều trái cây lắm. Trái trường có loại ngọt, loại chua, trái cám ăn bùi bùi, trái gùi màu vàng tươi bằng trứng gà ác, vừa chua vừa ngọt. Trái chùm luôn, như trái mồng tơi, nhưng kết thành chùm, mỗi chùm 15 đến 20 trái ngọt lịp. Trái châm, hà sang, con má bảy, leo hái trái khi trèo xuống lại đu dây và buông người rơi từ độ cao khoảng 2 mét. Khi tiếp đất nhầm đám rau mui, bị cọng rau mui đâm vào bọng chân, gãy thành 3 khúc, mỗi khúc khoảng 2 cm, nằm kẹt sâu trong bọng chân mà bạn không biết, chỉ cảm giác đau. Do khúc cuối cùng của cọng rau mui chèn kín miệng vết thương nên không chảy máu. Về trường 2 ngày sau thì bàn chân sưng tấy to lên và bạn bị sốt rất cao. Vì ở cùng lán trại nên tôi về lật bàn chân Hà Sang lên và phát hiện miệng vết thương ương mủ. Tôi bảo ráng chịu đau rồi dùng hai bàn tay đè mạnh một phát. Từ trong bọng chân phụt ra 3 khúc rau mui kèm theo mủ và máu. Tôi nặn kiểm tra lại vài lần, thấy không còn nữa, liền xé một cuộn băng tôi đã mang theo khi đến trường băng tạm lại cho Hà Sang. Sau đó tôi mò xuống lán trại chị Tư Hiền, y tá, nói thật cho chị hết và thuyết phục. Chị có thương tụi tôi thì cho xin bông gòn, cồn, thuốc đỏ để trị vết thương cho Hà Sang. Bởi nếu đưa đến bệnh xá thì các thầy biết kiểm điểm và Hà Sang phải nghỉ học. Chúng tôi năn nỉ chị giữ kín dùng. Chị đồng ý và đến lán trại tôi lau rửa vết thương cho Hà Sang. Lúc này tôi lại phải dành thêm nhiệm vụ bất đắc dĩ nữa. Đó là cứ mỗi buổi lên lớp, tôi phải cõng Hà Sang đến sớm, xếp hàng điểm danh và cõng vào lớp. Hết giờ học, tôi ở lại sau cùng để cõng Hà Sang về trại. Ăn uống thì hàng buổi bí mật đem phần về trại. Nhưng mệt nhất là khi cõng đi tắm giặt, từ trường ra đến hồ nước khoảng 2 km, đang mùa khô, phải cõng bạn ra đến hồ, xách nước lên tắm cho bạn, rồi tôi mới tắm. Tắm xong, giặt đồ cho hai đứa xong xuôi, lại cõng bạn về trại, thì mồ hôi tôi cũng ướt đẫm. Vậy mà gần một tháng sau, Hà Sang mới đi được. Một hôm, anh Chiến bảo tôi theo anh ra ngoài có chuyện.
Tôi đi theo anh gần đến gốc cây cầy, anh ra hiệu dừng lại và chỉ vào gốc cây. Tôi thấy thằng Que đang ngồi bệt cạnh hố mèo mới đào để vệ sinh, lưng dựa vào gốc cây, đầu ngoẻo sang một bên và ngủ. Anh Chiến bảo tôi canh chừng, còn anh lật giấy ra vẽ thằng Que. Anh Chiến đã vẽ xong bức vẽ thằng Que đang ngồi vệ sinh mà ngủ, nhưng thằng Que vẫn chưa thức. Tôi lại đánh thức nó để trêu nó. Anh Chiến và tôi đem bức vẽ ấy dán lên vách lớp học. Các thầy thấy và biết được gọi tôi và anh Chiến lên phê bình rất dữ và bắt làm kiểm điểm vì xúc phạm bạn học. Đáng lý ra chúng tôi phải hết sức chia sẻ và thương yêu Que vì bạn vừa qua khỏi cơn sốt rét ác tính thập tử nhất sinh còn rất yếu. Anh em tôi rất hối hận. Đó là bài học nhân cách thấm thía. Mãi đến bây giờ khi gặp nhau, tôi và anh Chiến, Mia Sophia cũng như Hà Sang đều nhắc lại những kỷ niệm trên. Có lẽ không ai thoát khỏi cảnh sốt rét rừng Tượng Lăng. Tôi cũng bị một trận suýt chết. Trường đưa tôi lên bệnh xá dân y nằm viện. Bệnh xá nằm ở vách đông bắc núi Tượng Long. Ở đó có bác sĩ Khánh tập kết ra Bắc mới về và có nhiều kinh nghiệm, rất giỏi về điều trị sốt rét. Bác sĩ Khánh có vợ là chị Út Giúp, em Út chú Bảy Mãnh. Đêm ấy cơn sốt làm cho tôi mê man và bắt đầu co cứng hai chân. Tôi gọi chị y tá trực, nhưng không may cho tôi là hôm đó có buổi chiếu phim, chị y tá lén bỏ trực đi xem phim. Lúc ấy có chiếu phim là hiếm và mọi người mừng lắm. Tôi gọi vài lần nữa nhưng không có người. Tôi thử ngồi bò lăn nhưng phần nửa người dưới tôi không cử động được. Thế là hết. Không lẽ mình chết tại đây chỉ vì bệnh sốt này sao? Đang nghĩ miên man, chợt có ánh đèn pin rọi vào hầm bệnh, rồi tiếng phụ nữ gọi tên tôi. Tôi đáp lại và nói được thêm một câu: em mệt lắm rồi, và thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong hầm cấp cứu. Sau đó mới biết tôi được chị Út Vàng, y tá bệnh xá, đi kiểm tra và phát hiện, đưa tôi đến hầm cấp cứu. Bác sĩ Khánh đã cấp cứu cho tôi. Sau đó khoảng 3 tháng, bác sĩ Khánh hy sinh do máy bay quân London ném bom trúng vào bệnh xá dân y ở Đông Bắc Tượng Lăng. Còn chị Út Vàng mất vào tháng 9 năm 2018 ở thành phố Long Xuyên. Có lẽ kỷ niệm xót xa và đau buồn nhất với tôi khi học văn hóa ở Tượng Lăng là cái chết thương tâm của chị Đỗ Ngọc Thọ. Chị Thọ hơn tôi 2 tuổi. Năm ấy chị 16, nhưng chị học dưới tôi một lớp. Chị là con bác Ba Đủ, ủy viên thường vụ huyện ủy Chi Tôn. Chị Thọ không đẹp nhưng duyên dáng và là học viên nữ lớn tuổi nhất trong số học viên của trường. Chị rất quý tôi và thường hay quấn quýt bên nhóm của tôi khi rảnh rỗi hoặc lao động. Tôi có cảm tình với chị sâu đậm hơn các đồng đội nữ khác bởi sự chăm sóc quan tâm của chị dành cho tôi. Nhưng tôi và các bạn đều không biết rằng ở trường có thầy giáo Mười Bé yêu chị. Có lẽ chị biết mà không nói cho tôi nghe bởi nhiều lý do của người con gái mới trưởng thành. Điều đó dẫn đến tai họa cho đời chị. Những ngày đó, vào khoảng tháng 9 năm 1971, tôi cùng một số học viên tham gia đoàn tải chữ chì cho nhà in từ lộ xe lửa về núi Tượng Lăng. Sáng hôm ấy, ngày Chủ nhật, chị mang cái bàn nạo nạo dừa trả cho đoàn văn công mà trường mượn mấy hôm trước. Đoàn văn công ở cách trường khoảng 500 mét. Thường những trường hợp này là chị rủ tôi đi cùng. Nhưng vì tôi bận công tác nên nhiều lần chị rủ các bạn nam đi cùng. Có lẽ chị linh cảm không an toàn, nhưng các bạn nam mải mê chơi thể thao bảo chị: ngày mà, sợ cái gì? Thế là chị đi một mình. Đến đoạn vắng thì thầy Bé chặn đường chị ở đó. Do chị cự tuyệt nên Bé làm liều, trổ tính dã thú lôi chị vào rừng, cách đường mòn khoảng 50 mét.
và giở trò cưỡng hiếp. Chị chống cự quyết liệt nên tên bé đã dùng bàn nạo dừa đập vào đầu chị đến chết và lôi xác chị xuống suối giấu. Khi chúng tôi tìm được chị thì đã gần 4 ngày. Chúng tôi chôn chị ngay cạnh nơi chị lâm nạn. Và mãi đến năm 2010, sau nhiều lần đội K93 An Giang cùng chúng tôi rất vất vả mới tìm ra, đưa hài cốt chị về quê hương Việt Nam. Có điều day dứt trong lòng tôi và đau xót cho gia đình cùng bè bạn là không làm chính sách cho chị được vì luật chưa quy định những trường hợp này. Còn tên bé sau khoảng nửa tháng bị bắt và xử tử hình tại một địa điểm hẻo lánh ở núi Tượng Lăng. Tháng 10 năm 1971, trường Bổ Túc Công Nông di rời ra vị trí mới cạnh Đoàn Văn Công sau sự kiện của chị Thọ. Chúng tôi cũng vừa học xong lớp 3 và tỉnh đội rút toàn bộ 7 anh em ở tỉnh đội về học lớp thông tin báo vụ. Chương trình học văn hóa có 3 môn chủ yếu: toán, chính tả, tập viết, thỉnh thoảng xen vào những bài văn miêu tả. Sách giáo khoa rất hiếm nên các thầy giữ để biên soạn giáo án. Thời điểm lúc bấy giờ học được như thế cũng là khá rồi và đủ điều kiện để học các ngành khác, nên cấp trên đưa chúng tôi về học lớp thông tin. Chúng tôi từ giã bạn bè ở trường lên đường về đơn vị mà lòng bùi ngùi lưu luyến. Cơ quan quân sự tỉnh nằm mép sườn đông nam núi Tượng Lăng, cách vị trí trường khoảng 6 km. Đại đội thông tin nằm ở đó nhưng chỉ còn lại 3 người. Đại bộ phận về vùng 7 núi và theo các hướng. Tổ thông tin này ở đây làm 2 nhiệm vụ: liên lạc với các hướng của tỉnh về hậu cứ tỉnh đội, báo cáo tình hình và nhận chỉ thị của quân khu. Nhiệm vụ thứ hai là huấn luyện cho chúng tôi. Tổ thông tin kiêm giáo viên do đồng chí Năm Tân phụ trách và đồng chí Công với đồng chí Năm Nhỏ. Hai người này lớn hơn tôi 2-3 tuổi. Lớp học có 10 anh em, 5 người học báo vụ và 5 người học vô tuyến. Tôi thuộc bên báo vụ và là người tiếp thu nhanh, gõ manip rõ, gọn, chân phương. Đồng thời nhận cũng nhanh, chính xác. Do điều kiện vật chất thiếu thốn nên nơi học tập phải tạm bợ. Còn tập vở thì lấy giấy đựng đường dày màu vàng cắt ra đóng lại thành tập để học, viết bằng bút chì để khi viết hết quyển tập thì dùng dép Thái Lan cũ cắt ra miếng nhỏ khoảng 2 cm vuông, dầu lửa làm gôm bôi các trang đã học rồi lại dùng tiếp. Mỗi quyển tập đó viết lại 2-3 lần đến khi nó rách và viết không được nữa mới bỏ. Cuối tháng 12 năm 1971, cơ quan tỉnh đội ở Tượng Lăng được lệnh di chuyển về sông Hậu, tạm xa rời Tượng Lăng. Chúng tôi hành quân vẫn theo trục đường cũ hồi đầu năm 1971, từ sông Hậu về Tượng Lăng, vẫn vượt lộ 3, lộ xe lửa, lộ 2, đi qua phum Dì Năm, núi Chi Sô, về phum Công nằm ở bờ đông sông Hậu, bắc thị xã Co Hơ Thôm một khoảng. Khi về đến sông Hậu thì ý định vào bộ đội trực tiếp chiến đấu trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi đã gặp trực tiếp chú Năm Tân trình bày nguyện vọng của mình, đề nghị chú báo cáo lên tỉnh đội để tôi sớm được toại nguyện. Chương 5. Đại đội trinh sát C-383. Chúng tôi đang bắt tay xây dựng lớp học mới ở phum Công thì một hôm chú Năm Tân bảo tôi cùng đi lên tỉnh đội. Đến văn phòng tỉnh đội, đồng chí cảnh vệ chỉ cho chú Năm Tân và tôi chiếc bàn trà làm bằng gỗ ngồi chờ. Khoảng 10 phút sau, chú Năm Sương tỉnh đội trưởng bước ra chào. Ngồi xuống bàn trà, chú chậm rãi nói: "Tôi có nghe Năm Tân báo cáo về nguyện vọng của cháu nên muốn gặp hỏi xem cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Thưa, cháu đã nghĩ kỹ rồi chú. Cháu cũng thử một số nghề rồi, nhưng có lẽ nghề chiến đấu là hợp với cháu nhất." Tôi nhỏ nhẹ trả lời: "Có dám đánh giặc không?" Chú vừa nói vừa cười trêu tôi: "Chiến đấu là cháu dám, còn có gan lì không thì cháu chưa dám chắc."
Tôi mạnh dạn trả lời. Được rồi, đợi chú một chút. Nói xong chú đi vào lán trại. Khoảng 5 phút sau chú trở ra. Trên tay xách khẩu AR-15 của Mỹ còn rất mới đặt lên bàn. Chú nói, đây là khẩu súng chiến lợi phẩm của tiểu đoàn 512 tặng chú. Nay chú tặng lại cháu và mong rằng cháu sẽ xứng đáng với lòng tin cậy của các chú. Cháu sẽ về công tác ở đại đội trinh sát tỉnh. Chú đã trao đổi với phòng tham mưu rồi, cứ về thẳng đại đội trinh sát. Mà cháu có biết nơi ở của đại đội trinh sát không? Thưa chú, cháu biết. Cháu xin cảm ơn chú và xin hứa với chú, cháu sẽ cố gắng làm vừa lòng chú và các chú ở tỉnh đội. Xin phép chú cháu đi. Tôi lấy khẩu súng vác lên vai, vội vã bước đi vì sợ chú Năm Xương đổi ý. Vừa đi vừa nghĩ, sao tự dưng mình được toại nguyện sớm vậy và lại được đồng chí tỉnh đội trưởng tặng món quà rất ý nghĩa mà không phải ai cũng được ân huệ này. Mãi vài tháng sau tôi mới hiểu vì sao tôi lại được những đặc ân trên. Là vì ngoài việc tôi thiết tha xin ra chiến đấu khi tuổi còn nhỏ, trong khi đó có nhiều anh lớn hơn tôi lại hoang mang dao động xin về cơ quan, thì còn hai lý do nữa. Thứ nhất là cấp trên đã quyết định thành lập tỉnh Châu Hà, gồm Chi Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành và Hà Tiên, tách một phần tỉnh An Giang ra để thuận tiện địa bàn hoạt động, nên phải chia một phần lực lượng của An Giang về cho tỉnh Châu Hà. Và trong đó có một bộ phận đại đội trinh sát 383. Lý do thứ hai là chú Năm Xương được quân khu điều về làm tỉnh đội trưởng tỉnh Bến Tre vì quê chú ở Bến Tre. Có lẽ chú nắm được thông tin sớm nên chú mới đem khẩu AR-15 tặng lại cho tôi như gửi gắm một lời tâm sự. Sở dĩ tôi nói lên điều này là vì trong thâm tâm chú Năm Xương không muốn về Bến Tre, nên năm 1972 chú về Bến Tre, đến năm 1976 chú đã xin trở lại An Giang làm chỉ huy trưởng đến lúc về hưu. Chú còn dặn lại rằng khi chú mất phải để chú nằm ở An Giang. Tôi không biết tâm sự của chú, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm theo di nguyện này. Còn khẩu súng AR-15 tôi giữ và cùng nó chiến đấu đến khi giải phóng miền Nam. Về đến đại đội thông tin, ăn cơm trưa xong, tôi từ giã các anh các chú trong đơn vị, mang ba lô và súng đạn đến đại đội trinh sát đóng quân ở Chòm Tre, cặp ngoài Bìa Phum, cách đại đội thông tin khoảng 2 km. Đón tôi là anh Tư Vũ, đại đội trưởng, anh Bảy Thành An, Đặng Thành An, đại đội phó, cùng một số anh nữa. Anh Thành An thì tôi biết khi cùng anh ở trung đội trinh sát tiểu đoàn 512 năm 1969. Hôm sau, bộ phận tách ra về Châu Hà của đại đội trinh sát bắt đầu lên đường về tỉnh Châu Hà. Một bộ phận nữa đi tiền trạm về vị trí mới ở gần chợ Cỏ Tiêu, cách thị trấn Co Hơ Thom khoảng 10 km, về phía nam theo trục sông Hậu, tức là chúng ta tiến dần về phía biên giới Việt Nam. Tôi ở lại cùng bộ phận di chuyển sau cùng cách vài hôm, đồ đạc thu xếp gọn gàng để chuẩn bị sáng sớm hành quân. Chúng tôi thu dọn cả ni lông lót nằm cùng ni lông căng làm mái che cho vào ba lô luôn và lấy võng ra căng ngủ. Khoảng 2 giờ sáng tôi đang ngồi gác thì nghe tiếng động, đưa mắt quan sát thấy có vật đang di chuyển. Tôi liền cúi rạp người sát mặt đất để quan sát kỹ và xác định không phải người mà có thể là con vật. Để xử lý cho chắc, tôi bò lại võng anh hùng trao son lay anh thức dậy mà mắt không rời con vật đang tiến dần vào gốc tre. Tôi ra hiệu cho anh dùng đèn pin để tôi xử lý. Khi anh soi đèn pin thì đó là một con chuốt TT to khoảng 8 kg. Tôi để khẩu súng AR-15 xuống lao đến chộp đuôi nó, nhưng bị nó kéo lê trên mặt đất. Anh Hùng nhảy đến phụ tiếp, vẫn không thể kéo nó dừng lại được. Nghe tiếng động, một số anh nữa xách súng chạy đến và có một anh vươn lê khẩu AK ra lách vào vai nó, đâm một nhát vào cạnh đuôi,
thì con chút mới chịu co người lại để chúng tôi bắt. Sau đó thì mọi người trong bộ phận còn lại của đại đội trinh sát đều thức và các anh quyết định hành quân luôn, không đợi đến sáng, mặc dù lúc đó mới có 3 giờ. Ăn Tết ở chợ Cỏ Tiêu được đơn vị tổ chức tương đối, trừ các phân đội đi công tác, số còn lại tập trung ăn Tết. Chợ Cỏ Tiêu lúc này rất nhộn nhịp, có hàng quán ăn, có tiệm chụp ảnh, có nhà lồng chợ, có bến đò ngang sông Hậu. Một phần do có nhiều đồng bào Việt Kiều và Hoa Kiều sinh sống bằng nghề mua bán, một phần do bộ đội ta từ 7 núi di chuyển về đây, nên bà con cùng tổ chức ăn Tết vui vẻ với bộ đội. Mặc dù bộ đội đóng quân phân tán, giải ra theo rìa làng là chủ yếu, nhưng mối quan hệ trong những ngày Tết cổ truyền vẫn rộn ràng, vui vẻ, đầm ấm. Sau Tết, tình hình bọn Khmer Đỏ dần lộ rõ hành động chống phá ta, để tập trung vào nhiệm vụ chính trị chủ yếu là giải phóng miền Nam, nên lực lượng tình đội lùi dần về hạ nguồn sông Hậu, gần biên giới Việt Nam hơn. Cơ quan tình đội và đại đội trinh sát về đóng quân ở Mương Chùa Thiếc, bờ Bắc và Nam Mương Chùa Thiếc, cặp bờ Tây sông Hậu. Một bộ phận đại đội trinh sát về hướng sông Thạnh Hòa, đoạn Xẻo Đa và Mương Thầy Phó, cách thị trấn Lò Gò, huyện Angkor Brai khoảng 10 km và cách xã Nhơn Hội An Phú khoảng 15 km. Nơi đây, vào tháng 2 năm 1972, An Giang vừa chia tách huyện Tân Châu, An Phú ra thành hai huyện Tân Châu và An Phú. Cơ quan huyện An Phú đóng tại đây. Để hỗ trợ cho huyện An Phú mới tái lập, lãnh đạo tỉnh An Giang chủ trương tấn công địch ở một số địa bàn huyện An Phú nhằm tạo khí thế cho quân và dân huyện. Tôi được giao nhiệm vụ lần đầu tiên đi trinh sát mục tiêu là đại đội biệt kích biên phòng Ngụy Sài Gòn đang tạm dừng ở Lợi Dân, nằm cặp bờ sông Long Tiên về phần đất Campuchia, cách biên giới xã Vĩnh Hội Đông, An Phú khoảng 4 km. Vì địch âm mưu sẽ xây dựng đồn tại đây để đánh phá hành lang và vùng căn cứ B2 của ta. Khoảng 15 giờ, anh Sáu Niên, Trần Niên, đại đội trưởng đại đội đặc công và anh Việt Ngọng, trung đội phó đặc công, cùng tôi cải trang làm dân bắt cá Campuchia, tiếp cận cách vị trí địch tạm dừng khoảng 500 mét và bắt đầu quan sát. Chúng tôi thấy địch rất dè dặt, không dám bung ra bên ngoài lùng sục. Chúng bố trí hai bên bờ sông, đoạn Vàm Lợi Dân, một bộ phận đóng ở bờ đông sông Long Tiên, còn đại bộ phận đóng ở bờ tây sông Long Tiên, cặp theo Vàm Kênh Lợi Dân, và chúng đang đào công sự. Quan sát xong, anh Sáu Niên nhận định, đại đội biệt kích biên phòng địch bố trí thành đội hình tam giác có thể như sau. Một trung đội bố trí bờ đông sông Long Tiên là hướng phòng ngự thứ yếu, bởi nó cách xã Phú Hội, sông Châu Đốc khoảng 3 km đất liền, đồng trống, dễ tháo chạy hoặc chi viện. Đại bộ phận còn lại có thể là hai trung đội và ban chỉ huy đại đội địch ở bờ tây sông Long Tiên là hướng phòng ngự chủ yếu, là vì hướng căn cứ B2 của ta. Trên hướng này có thể địch bố trí một trung đội ở bờ bắc Vàm Kênh Lợi Dân và một trung đội cùng ban chỉ huy đại đội bố trí bờ nam Vàm Kênh Lợi Dân. Ban chỉ huy đại đội địch có thể bố trí tại Tròm Tre, bờ nam Vàm Kênh Lợi Dân, sát bờ sông Long Tiên. Anh Sáu Niên chỉ cho chúng tôi quan sát tiền duyên từng hướng cùng đầu và cuối đội hình của chúng theo hai bờ sông Long Tiên. Vì nhà dân bỏ hoang vài cái thưa thớt nên dễ nhận thấy hành động và đội hình bố trí của địch bằng ống nhòm. Khoảng 17 giờ, anh Sáu Niên phân công. Tao và thằng Phúc trinh sát ở bờ tây sông Long Tiên. Nhiệm vụ thằng Phúc là theo bờ bắc Kênh Lợi Dân mò vào để đưa một mũi đánh trung đội bờ bắc Kênh Lợi Dân. Còn tao sẽ trinh sát xác định hướng đánh vào ban chỉ huy đại đội và trung đội địch nằm ở bờ nam Vàm Kênh Lợi Dân. Thằng Việt nghiên cứu chọn hướng và mũi đánh trung đội địch bờ đông sông Lợi Dân. Nhưng nhớ,
phải móc từ hướng Vĩnh Hội Đông và Phú Hội qua để nó không chạy được. Rồi, có ai hỏi gì không? Khi xong thì ra gặp nhau ở đâu? Anh Việt hỏi. Quên, gặp nhau ở đây. Anh Sáu Niên trả lời và nói thêm. Nếu tao và thằng Phúc xong trước thì đón thằng Việt ở bờ sông rồi đưa vào đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.